ダメ大丈夫あれ、30年後サザン見る。ああ、昔若い時ああ、これやったね。ああ、どこの場所かな何十歳かなあ、39か。あ、そうか。その時か。その時も歯ないな。髪の毛もないな。あ、その時からもないんだ。怖いな、昔。ちょっと、うんだけど、戻ったね。あの人、電気、名前なんですか？イの名前なんですか？電気？電気、その人、チェンジ仕事。食べ放題ところ。あー、食べ放題？うん、あの人、チュルチュル頭。あー。名前なんですかね？シノさん？シノ。うん、タ。シノさん。シノタ。あ、シノタさん。あ、そうか。シノタ。そう、シノダ。そう。シノダさん。うん。シノダさん。そうそうそう、その時なの。そう。あと、一回見てください。うん。シノダさん、チルチル、ピカピカ。昨日、パソコン壊れたが、うん、携帯でチクった。携帯でも作れた。そう。ちょっとそういう。ちょっと時間かかるね。ちょっと綺麗じゃないかも。Mọi người vừa đi qua một cái chặng đường là mình đến công ty. Đấy. Mình ngày nào đi làm thì cũng đi qua cái quốc lộ, đoạn đường xa xa như vậy. Nên đi đường cao tốc, vì bình thường đi đường thường thì mất cả tiếng đồng hồ. Nên là đi làm nên là đi đường cao tốc mất khoảng 1 tiếng.
người có thể là nhìn thấy cái đường xá bên Nhật nó làm rất là đẹp, tuy không đẹp hoàn chỉnh, nó không nhẵn nhẵn như bên mình, nhưng mà nó làm kiểu mà mình cảm thấy rất là thích cái đường bên Nhật, rất là nhất là những cái đoạn đường cao tốc, đường người ta làm được cao tốc mà trên những cái cầu treo ấy, có những cái cột mà những cái bao sắt này nó người ta ốc bắt ốc rất là chặt luôn. À không phải này, bắt ốc cũng chặt thì không được rồi, nhưng mà nó làm theo kiểu nói chung là rất là kiên cố cái cột. Với những mình hỏi người Nhật, người ta nói là nó vào khoảng 5-70 năm trước là những cái cầu đấy đã làm, mà bây giờ dùng vẫn đang dùng rất là tốt. Đường xá Nhật rất là sạch đẹp, không có bụi tí nào. Xe cộ đi thì mọi người cũng có thể nhìn thấy rồi. Đặc biệt bên Nhật khi đi đến ngã ba, ngã tư, nghĩa là có những cái đoạn đường rẽ mà giao nhau thì 100% là người ta sẽ dừng lại 5-3 giây, dừng hẳn lại, xong thì nhìn các cự nin, nhìn trái, nhìn phải và nhìn đằng sau, nhìn trước, xong bắt đầu người ta bắt đầu mới rẽ. Đấy là độ an toàn, và người ta sẽ ô tô to sẽ nhường ô tô bé, nó sẽ ô tô thì sẽ nhường xe máy, xe đạp và người đi bộ, còn ô tô to ô tô bé thì mình thấy là người ta ai phải đường thì đi. Bây giờ trên đường đi làm thì bây giờ mình đã đến cái konbini, đến cái quán ăn tiện lợi đây rồi. Bây giờ thì hãy ăn sáng. Và video quay của mình tạm thời đến đây. Thế mình sẽ tắt máy bởi vì máy hết pin rồi. Có gì tiếp tục quay cho các bạn sau. Ok, bye bye.